Chị xin chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay bên cửa hàng chị mới vừa về thêm một chiếc Santa Fe xăng 2018. Này là bản full luôn anh chị. Xe chạy có 21.000 cây à. Chất xe thì phải nói là còn cực kỳ đẹp luôn. Sơn zin là gần như là quanh xe luôn anh chị ạ. Như anh chị có thể nhìn thấy nè, nước sơn nè. Và cái mình bọng của xe còn đẹp lắm. Xe này chạy 21.000 cây nhưng mà khách hàng người ta đã thay cho anh chị 4 cái vỏ mới. Thì cái xe này để lâu quá anh chị, vỏ nó bị nứt á. Nên người ta thay cho anh chị 4 cái vỏ mới và độ luôn 4 cái cặp phục xịn luôn nè. Đó, độ luôn 4 cặp phục xịn, có chế độ nâng luôn, nâng hạ luôn nè anh chị. Ở đây nè. Đó, mà vỏ này là thay mới là đá thay 2 cho anh chị luôn nè. Đây. Đá 22. Để lâu quá nó bị nứt vỏ gì nên khách hàng thay mới. Xe chạy có 21.000 cây, sơn zin quanh xe nha. Xe này còn sơn zin luôn, không một vết sơn dặm luôn. Đây nè, anh chị coi vỏ nè, vỏ là thay mới nha anh chị đòi nè. Đó, đá là đá thay 2, sơn zin là quanh xe. Đi vào trong nội thất nè, chị coi mấy cái phần tắp bi cửa nè. Đó, còn mới tinh nè chị ha. Đây, 21.000 cây tắp bi cửa nè, còn mới tinh nè. Đó, chị sẽ đi từ từ chậm chậm cho chị coi cho rõ. Đây nè, ghế chính điện bên phụ nè. Ghế còn đẹp lắm nha. Đây. Đó, ghế còn rất đẹp luôn. Đó, mấy cái phần dựa ở tắp lô cũng vậy nè. Không, tắp bi cửa nè, mấy cái nút bấm nè. Xe chạy có 21.000 cây anh chị. Nè, mấy cái ni lông nè, khách hàng chưa có tháo luôn nè. Có làm mát ghế luôn nè. Làm mát ghế nè, chìa khóa thông minh nè. Đó, màn hình giải trí nè. Đó, điều hòa hay dùng nè. Cần số còn đẹp luôn nha. Đây. Vô lăng còn đẹp luôn anh chị. Đó, chạy có 21.000 cây anh chị. Nè. Đó, tắp lô nè. Ở đây là cái chân đó, cửa sổ trời luôn nha. Có cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Quá đẹp luôn, 21.000 cây. Mấy cái ni lông nè, còn nè. Đó, gác tay là còn đẹp luôn nè, cái chỗ gác tay. Santa Fe máy xăng 2018. Chạy có 21.000 cây à. Bên cửa hàng mua bán đảm bảo nha anh chị luôn, xe không cứng đụng, không ẩm nước, không bùng đã động cơ, máy móc nguyên zin. Anh chị coi nè, mấy cái dàn ghế nè, không, còn mới lắm. 21.000 cây thì có gì đâu mà suy nghĩ nữa anh chị. Không? Xe này được cái 7 chỗ chạy gia đình thì quá là ok luôn, rộng rãi thoải mái. Đó, nè, mấy cái keo chỉ là còn nguyên zin hết. Ở đây thì có rèm che nắng phía sau nữa nè anh chị. Đó, đi bữa trưa mà nắng kéo lên che lại. Đây, mấy cái các chi tiết nè. Đó, tắp bi cửa nè. À, gác tay này còn đẹp lắm. Đó, Santa Fe là 7 chỗ anh chị. Máy xăng, sơn zin quanh xe luôn nha. Đây nè, sơn zin quanh xe luôn, không một vết sơn dặm nào luôn anh chị. Nè, hai cầu luôn nè. 4WD nè. 2018. Đây, bánh xe dự vòng đây nè. Đó, quay luôn cái gầm cho anh chị coi nè. Vậy thấy không, cái gầm ok lắm. Thấy không? Cấp điện luôn nè. Bí Sài Gòn luôn, một chủ từ đầu luôn anh chị. Đó, đây nè, mấy cái phần phần nỉ nè, nó còn mới lắm. Cái này cách anh đây có thêm cái phần nỉ đây nữa. Đó. Đồ nghề theo xe nè còn đầy đủ hết luôn. Đó. Đó. Xe còn đẹp quá trời đẹp luôn, chỉ còn mới tinh lên chị. Chạy có 21.000 cây rồi, có cửa gió điều hòa với hàng ghế thứ ba nữa nè. Hàng ghế thứ ba ở đây nè. Đây, hàng ghế thứ ba nè, không? Ni lông vẫn còn luôn. Hàng ghế thứ ba là dường như là chưa sử dụng luôn anh chị. Chạy có 21.000 cây, mấy cái thảm này còn zin theo xe hết luôn. Đó, những cái vấn đề chẳng hạn như là cứng đụng, gặp nước, bung rã động cơ, bên cửa hàng chị sẽ đảm bảo cho anh chị luôn là xe này không có luôn. Sơn zin quanh xe luôn, không một vết sơn dặm luôn chị nha. Đây nè, mấy cái phần cản nó còn khít lắm, sơn zin luôn anh chị. Khách hàng đã thay cho anh chị 4 cái vỏ mới rồi nè. Đó, thì để lâu ngày nó bị nứt vỏ gì, người ta thay cho anh chị 4 vỏ mới luôn. Đó, nè, vỏ vậy cui. Đó là mấy cái phần nhựa nè, còn hai vậy cái vân nè. Còn đẹp luôn nha, chưa có bị móc gì luôn á nha. Chưa có bị móc luôn, còn rất đẹp luôn, còn khít luôn nè. Sơn zin quanh xe, mà xe này đi cũng không có hao xăng nhiều đâu. Anh chị coi nè, nếu đi đường dài nó có 7 lít nè, còn đi kết hợp nó khoảng tầm 9 lít nè. Cũng không có hao xăng nhiều. Nè, mấy cái ni lông còn đầy đủ hết luôn cho anh chị luôn nè. 21.000 cây à. Đó, xe này còn đẹp lắm. Có cửa sổ trời đầy đủ luôn nha. Có rèm che nắng phía sau nữa nè. Đó, ngồi thì nó thoải mái nha. Rộng rãi nó thoải mái. Tắp bi cửa nè, đó, còn đẹp lắm. Đây, anh chị coi nè, mấy phần tắp bi cửa nè. À, còn mới tinh nè. Ở đây thì có hai vị trí ghế nhớ nè, xếp gương auto luôn nè. Không, xuống kính auto luôn nè. Đầy đủ hết luôn. Ở đây thì mở nắp xăng ở đây. Đó, bên tài thì chỉnh điện nè. Cái này bộ chức 4 chức năng thổi phồng cái lưng ghế lên nè. Đó, cái này là ghế chỉnh điện nè. Xe này sản xuất 2018. Nè, khóa vi sai này đủ luôn không? Hỗ trợ đổ dốc luôn. Ga tự động luôn. Mà vô lăng còn đẹp nè. Đây, vô lăng còn đẹp đó, không có hao mòn, có bong chóc gì luôn á chị. Đó, còn đẹp lắm. Chạy 21.000 cây nè, có thắng ta điện tử luôn nè, tự động giữ thắng luôn nè, auto horn nè, làm mát ghế luôn nè. Đó, ni lông nè, còn y nguyên luôn.
cần số nè, các cái nút bấm ở chỗ cái phần điều khiển máy lạnh đây nè, còn mới lắm ha. Đó, đây có một cái hộc đồ nè, hộc để đồ đây nữa nè. Đó, có màn giải trí nè, kính đó bluetooth luôn nè, có cửa sổ trời nè, kính ở trong xe là có chống chói luôn nè, có chức năng chống chói luôn, đầy đủ hết luôn anh chị. Mở luôn cái nắp capo lên luôn. Đó, ghế bên tài nè, đây không có bong chóc, không có hao mòn gì luôn, xe mới chạy có 21.000 cây à, chuẩn là sơn hãng luôn anh chị nè, sơn zin là quanh xe cho anh chị luôn đó nè, thay cho anh chị 4 cái vỏ mới luôn rồi nè. Đó, 4 vỏ mới thì xe để lâu anh chị, nó bị nứt vỏ nên người ta thay thôi. Đó, này, bị Sài Gòn một chủ từ đầu luôn, chị sẽ đi chăm chăm đi thật kỹ cho anh chị coi nè. Đây là phần máy nè, mở cái này lên đó, chị sẽ quay cái phần máy cho anh chị coi ha. Đây, máy móc nè, nguyên zin anh chị, bên cửa hàng mua bán là đảm bảo cho anh chị luôn, máy móc nguyên zin, không cấn đụng, không ngập nước ha, không bùng rã động cơ. Đây nè, ốc ốc capo nè, thấy không? Đó, đi chậm chậm, đi từ từ ra, anh chị coi cho nó rõ ha. Keo chỉ mọi thứ là còn nguyên zin hết luôn. Đây là Santa Fe xăng anh chị, xe được sản xuất là 2018 anh chị. Đó, xe này thì bên cửa hàng chiều bán giá là 745 triệu còn bớt nha. Thì anh chị các bạn mà có quan tâm mẫu xe mà chạy lướt mà 7 chỗ gia đình nha, cứ liên hệ chiều đánh coi thử cái xe này nha. Cái phần khung xương này nguyên bản hết, máy móc là còn nguyên zin hết nha. Đây, nó quay chậm chậm, quay thật kỹ cho anh chị coi nè. Anh chị nói xa rồi đã mất thời gian chạy tới nè. Đó, đó. Thì cái này để lâu ngày nó hơi cũ thôi, chắc cũng phải vệ sinh cái này, là dưỡng lại cho nó đẹp đẹp lại tí. À, thì nó dùng quan trọng là máy móc là nguyên zin là được anh chị. Đây, quan trọng là máy móc là nguyên zin là được ha, không có bung rã động cơ là được, không tai nạn, không ngập nước là được. Đó, rồi quay thật kỹ rồi đó nha. Anh chị nào mà có quan tâm cái chiếc Santa Fe máy xăng 2018 này thì liên hệ trực tiếp với chiều đến coi xe, chịu bớt thêm cho. Chiếc này chiều bán giá là 745 triệu còn bớt. Đó, đến coi xe có bớt anh chị.